Hello các bạn nha, thì mình đang có mặt tại vườn anh Lưng các bạn. Thì hôm nay là anh cắt cổ hai cho cái vườn của mình ha. Đợt trước cắt cách đây cũng 5 ngày trước là cắt cổ một rồi, bên đây cắt cổ hai ha. Thì em thấy này, gai xanh, trái đẹp ha, bên này trái cũng la già hết nè. Lúc mà hai cử gần đây thì ảnh khung manh tút vô trái luôn các bạn, là cộng với Malaysia ha, để là ngừa ung trái, chị ung trái và nó sinh gai. Bạn thấy là hổm nó xuất hiện tình trạng nó bị là đóng hổng ha, thì bữa nay nó sạch luôn rồi nè. Đây mình tốt đây mày, cái này cái tơ ung trái bự, trái rồi bự ha. Mà thấy nè, nhà lá nè, nhà lá đỉnh rồi mày, thu xong mà vàng lá vậy là rất là ngon hả? Bạn biết tại sao? Bây giờ sầu riêng là người ta mua, là người ta vô nhìn vàng lá, vàng lá đẹp thì giá là cao ha, là giá thấp vàng lá yếu độ lá thì là giảm khoảng 20% đến 10% số tiền của số gia số tiền trên trái ha, là giá đó. Tại vì cái này cơ bản thôi, tại vì sầu riêng của mình vàng lá đủ thì lại lên cơm, cái lên cơm rất là cao, rất là ngon ha. Tại vì lá yếu thì nó bị tình trạng là trái muối, không lên cơm, không đạt ha. Mình thấy nè, giò lá lúc trước á, mình cho trái một cây, lúc cây là 50 ngày các bạn. Đây, lá giò này. Lúc trước thì nó bị nấm hồng với nấm gông nữa. Thì bữa nay đã giải quyết được tình trạng nấm hồng, nấm gông và trái lá. Rồi giải quyết luôn cái tình trạng là có nấm màu hồng ở trong trái ha, giải quyết ngừa uống trái ha. Chỉ có một một mình thằng Mentos thôi bạn. Đây bạn thấy nè, một cái điểm nữa rất là quan trọng ha, là khi cây mình còn thu mà bộ rễ mình nó ra, nó vẫn ra rễ ha bạn, thì cái cây của mình nó không có bị đi xuống ha, nó phục hồi rất là nhanh luôn. Tại vì cái vườn này mình cho là phục hồi trước khi thu hoạch luôn bạn, để sau khi thu hoạch mình kéo lên cho nó nhanh ha. Đây thì bữa nay đã ra rễ nè, thì Mentos đây, cơ chế của Mentos bạn là đưa vô cây là sẽ ra rễ trước và ra đọt sau ha. Là mình lúc mình kéo cây, cái đoạn lúc cây 55 ngày 50 ngày á, thì bắt đầu nó ra rễ luôn. Thì nó ra rễ này thì nó quyết định là khi nó hút phân nè, là một ha, cây hút đủ lượng phân, lượng dưỡng chất để nuôi trái ha, nên trái mình lớn cực kỳ nhanh luôn. Thấy nè, ra rễ rất là mập ha, dạng mất luôn. Ra rễ rất là mạnh luôn bạn. Thì tại sao ra rễ là trong Mentos nè, có chất kích thích sinh học á, thì ra rễ rất là mạnh. Mình tiếp theo mình soi ý kiến của ảnh nha bạn về quá trình sử dụng Mentos ha. Chào anh Lưng ha, thì bữa nay là trái mình là cắt trái đợt hai phải không anh Lưng? Có hai thì sau quá trình sử dụng Mentos là cây từ 55 ngày, hôm nay cũng 1 tháng rưỡi rồi, thì anh thấy Mentos nó có hiệu quả trên cái cây sầu riêng của mình vừa mình đang xài không? Lúc trước thì nó bị đốm hồng với trái lá nhiều lắm, mà giờ thấy xài nó mấy lần mấy sau phun mấy cử rồi nó hạn chế cái đốm hồng với trái lá đứng lại. Cái vấn đề quyết định đó, anh thấy là kéo cái cơ đọt lúc cây 55 ngày, anh thấy cây là có ngon không? Hình như mới đây anh có xài Mentos chị uống trái nữa không? Mới xịt nay có tuần rồi đó, Dạ. thấy nó đứng lại, Hôm nay thấy nó em đứng nhớ lại. vườn này xài Mentos là trường kỳ luôn, từ lúc mà em vô luôn. Thì từ lúc vô tới giờ đó là xài 4 đợt rồi. Dạ. Ba lần là kìm, ba lần là chị
xài chung với hết xài conazon ha, đặng ba lần đó là vừa kiềm đọt sao đâu rồi trái. Thì thấy anh thấy là dù mình kéo đọt ngon ha, số cây mình nó xuống cắt trái xuống giao đầu á, đi xuống là khoảng 5% ca số cây không nó bị si xuống. Si mấy cây à? Dạ. Bị mấy cây đó cũng lúc trước nó trái lá đó nhiều đó, rồi nó cũng đâu có đứng được ấy đâu, rồi nó cũng còn 4 cây à, nguyên vườn có 4 cây à. Dạ vậy cũng được rồi. 3 năm nay giờ trúng giá gì trúng trái ha, ăn Tết lớn rồi. Rồi cảm ơn anh nha.